Tin vui cho dân Mỹ, nhưng truyền thông thổ tả dìm xuống, giá thuốc sẽ giảm rất lớn. 15 tiểu bang bị nhiễm nặng, có 11 tiểu bang thuộc thống đốc dân chủ. Trong khi cả thế giới công bố thống kê cho thấy dịch corona đã được kiềm chế, thì nước Mỹ lại đi ngược chiều với số người bị nhiễm tăng mạnh, trong khi số người chết đang có xu hướng tăng theo, tuy chậm hơn nhiều. Số người khỏi cũng đã tăng nhanh hơn số người bị nhiễm. Trong 100 người bị nhiễm, có 3,5 người chết và 47 người khỏi bệnh nên ghi nhận truyền thông dân chủ không bao giờ đăng thống kê những người khỏi. Dịch Covid đang tấn công mạnh lại nhiều nơi, đặc biệt là tại các tiểu bang lớn như miền Nam Cali, Arizona, Texas và Florida. Đặc biệt, Cali đã leo lên hàng đầu về số người bị nhiễm, ngang ngửa với New York rồi. Như cho thấy trong các bản đúc kết trên, trong 15 tiểu bang bị nhiễm nặng nhất có 11 tiểu bang dân chủ và 4 tiểu bang Cộng hòa. Trong số đó, xếp hạng về số tử vong cao nhất thì 7 tiểu bang hàng đầu đều là dân chủ hết. New York, New Jersey, Massachusetts, Cali, Illinois, Pennsylvania và Michigan. Ba tiểu bang Cộng hòa với số tử vong cao nhất là Florida thứ 8, Texas thứ 9 và Maryland thứ 11. Tỷ lệ tử vong của Texas và Florida chỉ cỡ 1 phần 5 của New York, New Jersey, Michigan. Nhưng những kẻ chống Tổng thống Trump đã chăm chỉ dịch lại truyền thông dân chủ cho rằng người chết dư trả tại hai tiểu bang này không có chỗ trong nhà xác nữa các cụ cuồng chống châm trước khi biểu diễn tài chép và dịch nên coi lại những thống kê chính thức rồi viết gì thì viết. Khác biệt về số nhiễm cũng như số chết giữa các tiểu bang thể hiện cách đối phó khác biệt giữa các thống đốc dân chủ và Cộng hòa. Chứ nếu tất cả tùy thuộc vào một chính sách duy nhất của Tổng thống liên bang thì cách biệt đã không thể nào lớn như vậy. Việc các thống đốc dân chủ chạy tội, đổ thừa lên đầu Tổng thống Trump hết sức lố bịch chỉ thuyết phục được những người cuồng chống Trump gia tăng nhiễm dịch là thành quả để đời của phe đối lập chống tổng thống Trump khi cả đảng dân chủ lẫn truyền thông dân chủ im lặng hay công khai cổ vũ cho việc cả triệu người xuống đường biểu tình liên tục cả tháng trời, sát cánh nhau hô hào khẩu hiệu, văn nước miếng cho nhau rồi mang dịch về lây lan qua cả vạn người khác. Một bằng chứng cụ thể nhất về hậu quả của các cuộc biểu tình là nạn dịch đã được kiềm chế rất hữu hiệu bên Âu châu, là nơi kinh tế và trường học phần lớn đã mở cửa lại mà không thấy dịch tái phát như Mỹ. Vì lý do chính là Âu châu đã không có những cuộc biểu tình liên tục cả tháng trời của cả triệu người. Công bằng mà nói, xuống đường biểu tình ào ạt là lý do quan trọng nhất nhưng không phải lý do duy nhất. Nhiều lý do khác đã được bàn tới, nhưng phần lớn những người bị nhiễm là thành phần dân thiểu số da đen, da nâu và cả da đỏ là những khối dân nghèo sống trong những khu chật chội kho cách ly, ít phương tiện vệ sinh mà lại là những thành phần chính tham gia các cuộc biểu tình của Black Lives Matter. Đây là lý do lớn tại sao dịch phát tán mạnh tại Texas và Arizona. Thành phần trẻ vừa tự tin mình có sức khỏe, vừa quá bực mình vì bị cấm cung nên bất chấp lệnh cấm cung hay cách ly vẫn đi biển, đi quán rượu, đi nhảy, tụ tập ăn nhậu. Đây là lý do lớn khiến các tiểu bang như Cali và Florida bị nạn nặng. Phần lớn số người bị nhiễm nằm trong khối này, do đó cũng giải thích phần nào tỷ lệ bị nhiễm tuy cao, nhưng tỷ lệ chết vẫn còn rất thấp. Sự bất lực của các thống đốc dân chủ, bối rối giữa hai lựa chọn, cấm cung không cho thiên hạ ra đường hay cho thiên hạ xuống đường, biểu tình chống lung tung, được thể hiện rõ rệt nhất qua sắc lệnh mới của thị trưởng New York, beauty Blasio. Ông này cấm chỉ tất cả mọi cuộc tụ họp đông người, nhưng xuống đường biểu tình cho Black Lives Matter thì tha hồ vì ông không dám đụng tới khối da đen, bây giờ đang là khối được phe dân chủ đội lên đầu trong mùa bầu cử này. Tổng giám đốc trung tâm kiểm dịch CDC đã đưa ra một loạt hướng dẫn cho việc mở cửa trường lại vào mùa thu tới. Ông Trevor Ritfrey cho rằng việc đóng cửa trường có những hậu quả tai hại còn lớn hơn đe dọa của dịch Covid-19. Do đó, việc mở cửa trường lại là rất cần thiết, tuy vẫn cần nhiều biện pháp phòng dịch lây lan. Một vài thông tin về thuốc ngừa corona các hãng thuốc Pfizer và Biotech cho thấy họ đã đạt kết quả rất khả quan trong việc nghiên cứu thuốc ngừa corona. Chính phủ Mỹ cho biết đã ký hợp đồng 2 tỷ đô với Pfizer để hãng này cung cấp 100 triệu liều thuốc ngừa, hy vọng vào cuối năm nay. Trước đây, chính phủ Mỹ đã ký hợp đồng tương tự với hai hãng thuốc Mỹ và một hãng thuốc Pháp. Công ty thuốc AstraZeneca cũng cho biết đã có những kết quả khả quan tương tự với công trình nghiên cứu của họ, hãng thuốc Novavax cho biết đã bắt đầu bước tiến mới chích ngừa thử nghiệm cho 30.000 người. Trong khi đó, công ty dược phẩm Anh Quốc Sinelgen thông báo máy trợ thở của họ đã có công dụng giảm mạnh số người cần cứu trợ khẩn cấp. Trước những tin lạc quan này, truyền thông dân chủ thay vì mừng rỡ đã hoảng sợ, vội vã đổ nước lạnh lên đầu thiên hạ ngay. NBC có bài bình luận cho rằng kinh nghiệm quá khứ cho thấy việc nghiên cứu các thuốc ngừa rất khó khăn và phần lớn đều thất bại trong thời gian đầu một lần nữa nbc chỉ xác nhận việc tìm ra được thuốc trị hay thuốc ngừa trước bầu cử là ác mộng lớn nhất của khối cấp tiến họ chỉ mơ mộng mọi việc sẽ thật tệ hại với càng nhiều người bị nhiễm bị chết càng tốt trước bầu cử Cụ thể, Biden thắng cử rồi qua năm tới tìm ra được thuốc thì cựu Biden sẽ may mắn được tặng giải Nobel và tha hồ đắm ngực khoe tài ngồi mát ăn bát vàng. Nỗi lo về giá thuốc đã được Tổng thống Trump giải quyết. Từ xưa đến nay, chưa một tổng thống nào dám đụng đến các hãng thuốc. Tổng thống Trump là người duy nhất dám. Dù bạn chống Trump thế nào đi chăng nữa, cũng không thể phủ nhận điều này. Ông ta đã giữ tất cả các lời hứa khi ra tranh cử năm 2016, và nhờ đó cuộc sống người Mỹ được cải thiện. Tổng thống Donald Trump hôm thứ Sáu đã ký bốn sắc lệnh hành pháp giảm giá thuốc theo toa ở Hoa Kỳ. Chúng sẽ tạo ra những thay đổi sâu rộng nếu chúng được thi hành. Các sắc lệnh hành pháp này được thiết kế để đưa giá thuốc của Hoa Kỳ giảm xuống ít nhất ngang bằng với giá ở nước ngoài. Trump cho biết người Mỹ thường trả nhiều hơn 80% cho thuốc theo toa so với Đức, Canada và các quốc gia khác cho một số loại thuốc đắt nhất. Tổng thống Trump nói, bốn sắc lệnh hành pháp mà tôi ký vào ngày hôm nay sẽ tái cấu trúc hoàn toàn thị trường thuốc theo toa về giá cả và mọi thứ khác để làm cho các loại thuốc này có giá cả phải chăng và dễ tiếp cận đối với tất cả người Mỹ. Với sự cầm quyền của chúng tôi, chúng tôi đã đứng lên chống lại những người vận động hành lang và những thế lực có lợi ích đặc biệt và chiến đấu chống lại một hệ thống gian lận. Sắc lệnh hành pháp đầu tiên nhắm vào giá thuốc trị tiểu đường tối cần thiết insulin yêu cầu các trung tâm y tế cộng đồng liên bang chuyển các khoản giảm giá mà họ nhận được về thuốc và máy bơm tự động EpiPens trực tiếp cho bệnh nhân. Tổng thống cho biết những nhà cung cấp này không nên nhận những khoản giảm giá đó, trong khi tính phí cho bệnh nhân của họ. Lệnh thứ hai sẽ cho phép các tiểu bang, nhà thuốc và nhà bán thuốc nhập thuốc từ Canada, nơi họ thường có giá thấp hơn ở Hoa Kỳ trong hầu hết các trường hợp trước đây cục quản lý thực phẩm và dược phẩm fda nói rằng việc nhập thuốc từ các quốc gia khác để sử dụng cá nhân là bất hợp pháp từ đây đặt ra câu hỏi fda phục vụ cho ai các bạn hẳn còn nhớ vụ Hiroshi Chloroquine và Remdesivir, ngành công nghiệp dược phẩm và các nhà quản lý đã nói rằng nhập khẩu thuốc có thể đe dọa sự an toàn của người tiêu dùng. Những người ủng hộ, bao gồm cả thượng nghị sĩ Bernie Sanders, nói rằng nhập khẩu thuốc từ các quốc gia khác sẽ làm tăng sự cạnh tranh và giá thấp hơn đáng kể. Lệnh thứ ba, nhằm mục đích ngăn chặn những người trung gian ở thành phố, còn được gọi là nhà quản lý lợi ích dược phẩm, bỏ túi những khoản giảm giá khổng lồ. Alex Azra, Bộ trưởng Bộ Y tế và Dịch vụ Nhân sinh, nói với các phóng viên trong một cuộc gọi sau lễ ký kết rằng các công ty dược phẩm hiện phải trả khoảng 150 tỷ đô la cho những người trung gian không được tiết lộ để đổi lấy bảo hiểm thuận lợi hơn cho thuốc của họ. Quy tắc mới sẽ yêu cầu số tiền cho những kẻ trung gian đó được trả lại cho người dân, chỉ riêng lệnh này sẽ làm giá thuốc sẽ giảm 26%. Lệnh thứ tư sẽ cho phép Medicare mua thuốc cùng với mức giá mà quốc gia khác phải trả lệnh đặc biệt sẽ cho phép vdcare thực hiện một cái gọi là chỉ số giá quốc tế để đưa giá thuốc phù hợp với những gì các quốc gia khác đang trả tổng thống trump nói tất cả mọi người sẽ nhận được một mức giá công bằng hơn và thấp hơn nhiều theo hệ thống lố bệnh của chúng ta cái đã bị hư hỏng trong nhiều thập kỷ chúng ta thậm chí không được phép đàm phán về giá thuốc Trump đã ký lệnh thứ tư nhưng nói rằng ông sẽ giữ nó cho đến ngày 24 tháng 8 để cho ngành công nghiệp thuốc có thời gian để đưa ra một cái gì đó để làm giảm giá thuốc. Giám đốc điều hành CEO công ty dược phẩm dự kiến gặp nhau tại Nhà Trắng vào thứ ba. Theo số liệu của Hoa Kỳ, chi tiêu thuốc theo tòa ở Hoa Kỳ vượt xa các quốc gia khác có thu nhập cao khác, tăng lên 335 tỷ đô la vào năm 2018, theo dữ liệu của Hoa Kỳ. Trump đã đặt việc làm giảm chi phí thuốc là một trong những vấn đề chăm sóc sức khỏe toàn dân quan trọng nhất của ông ngay từ đầu nhiệm kỳ. Nhưng việc làm giảm giá thuốc đã không thể thực hiện vì các sự kiện khác mà các thế lực đen tối ném vào ông, hết điều tra tới phế trước và cuối cùng là virus từ Trung Cộng ném sang. Mỹ cảnh báo người dân không trồng các hạt giống bất thường từ Trung Quốc. Hôm thứ Ba ngày 28 tháng 7, Bộ Nông nghiệp Mỹ khẩn cấp phát cảnh báo tới người Mỹ không trồng xuống đất các gói hạt giống đáng ngờ được gửi từ Trung Quốc, trong khi họ không hề đặt hàng. Theo Reuters, các bang từ Washington đến Virginia cũng đưa các cảnh báo đặc biệt yêu cầu người dân không trồng các túi hạt này sau khi chúng đột nhiên xuất hiện trong hòm thư của người Mỹ mà họ không hề đặt hàng. Giới chức nghi ngờ rằng các hạt giống này có thể mọc lên một loại thực vật xâm lấn, đe dọa mùa màng và vật nuôi của người Mỹ hôm thứ ba bộ nông nghiệp mỹ cho biết họ đang thu thập và sẽ kiểm tra các mẫu hạt giống này để xác định xem đây có phải là mối nguy cho nông nghiệp và môi trường địa phương hay không bộ này cũng đang hợp tác với các bang và bộ an ninh nội địa biên phòng và các hải quan để điều tra về các gói hạt giống theo tuyên bố chính thức Bộ Nông nghiệp cũng cho hay họ chưa có bằng chứng nào cho thấy việc gửi các gói hạt này là một âm mưu nào khác ngoài một vụ chơi khăm thông thường mà người bán tự gửi hàng đi, sau đó đăng các bài nhận xét giả mạo khách hàng để tăng doanh số. Các gói hạt dường như đến từ Trung Quốc, Bộ Nông nghiệp nói. Hôm thứ Hai, cơ quan này cho hay họ đã biết về việc người dân khắp nước Mỹ nhận được các gói hạt giống mà họ không hề yêu cầu từ Trung Quốc. Trong thời điểm này, quan hệ Mỹ-Trung đang xuống mức thấp nhất trong vài chục năm qua bởi xung đột về hàng loạt các vấn đề từ thương mại, ngoại giao, công nghệ, nhân quyền và đại dịch Covid-19. Hôm thứ Ba, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Uông Văn Bân nói rằng thông tin về xuất xứ của gói hạt giống có vẻ đã được làm giả theo kiểm tra của cơ quan Bưu điện Trung Quốc. Ông này cũng cho hay Bưu điện Trung Quốc tuân thủ chặt chẽ các hạn định về gửi hạt giống tới Mỹ và một số gói hạt này đã được gửi lại Trung Quốc để điều tra một số bang của mỹ như washington và alibaba đã gọi việc gửi các gói hạt này là buôn lậu nông nghiệp các bức ảnh của cơ quan nông nghiệp bang cho thấy các gói hạt giống này không giống nhau mà đa dạng về kích thước màu sắc và được gửi trong các phong bì màu trắng hoặc vàng giới chức bang cho biết một số gói được ghi nhãn là đá quý và có kèm hán tự giới chức mỹ đã yêu cầu những người nhận được gói hạt này giữ nguyên hạt trong túi bóng để chờ chính quyền tới thu gom